Vâng em xin kính chào các bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của A Châu Thì hôm nay em sẽ tổng hợp cho các bác về những dòng lồng bẫy lươn, bẫy trạch, bẫy cá chê, cá nheo rất là hiệu quả nha các bác nhé Những dòng lồng bẫy những cái loại cá chê, cá nheo này, lươn, chạch này, làm tầng đáy là rất là hiệu quả nha Thì năm nay cũng có ra một cái phiên bản mới đó là lồng dọ 8 cửa này các bác này Lồng dọ đen 8 cửa đang là thịnh hành và rất, rất là hot hiện nay Đấy ngoài ra là em vẫn còn mẫu mã là hàng 3 cửa các bác này đấy dòng nhựa ABS siêu bền của bên em nhé độ đàn hồi nó rất là cao các bác có thể là va đập thoải mái đấy không bị dòi không bị rụm nhựa là nhựa chất lượng đây là hàng hai cửa nha các bác nhá hai hôm này đấy hai hôm đối xứng nha. các bác yêu thích dòng lồng nào cứ lên em đây là dòng 6 cửa này các bác này đấy dòng 6 cửa nha các bác nhá đấy các bác có thể thấy không ạ đấy dòng nhựa đen 6 cửa và đây là dòng ống Các bác yêu thích dòng ống truyền thống thì em cũng có nhé các bác nhé Đấy ống tơ ống nhỏ có hết Dài 62 phân rộng 10 phân và dài 45 phân rộng 8 phân Đấy Tất cả những dòng lồng chuyên về bẫy lươn bẫy chạch em có hết Đấy các bác yêu thích dòng nào cứ lên em kể cả hôm Hôm đặt ống lươn Đấy em có những cái dòng như là hôm 65, 75, 90, 110 Đấy đây là những dòng lồng dòng hơm mà nhét ống rất là hiệu quả. để các bác có thể là yêu thích đặt ống truyền thống thì các bác cũng thật thể mua những cái chiếc hơm này về. Giá thành nó rất là rẻ thôi, chỉ có vài nghìn một chiếc thôi. Đấy, rất là rẻ. Ngoài ra các bác mua mua đánh bẫy lươn, các bác có thể là tham khảo về cái mồi bột của bên em. Đấy, mồi bột bẫy lươn trạch, cá chê cá nheo. Cực kỳ hiệu quả các bác pha với run, pha với cá tươi, các bác ủ 15 phút cho các bác đánh nó rất là thơm các bạn rất là nhạy đấy các bạn yêu thích uh, dòng lồng nào cứ liên hệ em em có rất nhiều loại nha lồng tôm lồng cua các các bác cứ vào kênh của em em sẽ giới thiệu từng loại và tư vấn cho các bác từng loại nha liên hệ em số điện thoại trên màn hình nhé em cảm ơn các bác đã xem video